Những ngôi sao bóng đá với tài năng trên sân cỏ và độ nổi tiếng của mình, có thể nói họ luôn được săn đón, ưu ái và hưởng quyền lợi có 1 không 2. Và bây giờ cùng điểm qua những đặc quyền mà chỉ những ngôi sao bóng đá VIP mới có được. Không máy bay nào được phép bay qua nhà Messi. Bạn không thể bay qua nơi Messi sống. Chuyện này không xảy ra tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới, theo chủ tịch một hãng hàng không. Cụ thể, tại một cuộc phỏng vấn trực tiếp trả lời câu hỏi vì sao kế hoạch mở rộng sân bay lớn nhất Barcelona là El Prat bị đình trệ, ông Sánchez Prieto bất ngờ tiết lộ điều này. Câu trả lời này của vị chủ tịch hãng bay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều hãng tin và người dân đã lập tức truy tìm nguyên nhân. Trong thực tế, câu trả lời cực kỳ đơn giản. Đội trưởng đội bóng Barcelona thời điểm đó và hiện là đội trưởng Argentina ở World Cup 2022 có căn nhà tại thị trấn Gavà, cách trung tâm Barcelona khoảng 25 km. Căn nhà nằm trong khu vực được bảo vệ theo luật môi trường của Tây Ban Nha và có hệ động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, công viên hoang dã Del Garraf. Do vậy, các máy bay đến và rời El Prat phải bay qua một vòng nhỏ ra địa Trung Hải để tránh khu vực này. Điều đó đã cũng trả lời cho câu hỏi vì sao du khách bay đến Barcelona cần phải quay đầu trên không 180 độ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không tin, cho rằng Messi được hưởng đặc quyền. Vì thế, tranh cãi kéo dài cho đến khi Messi rời Barcelona mới kết thúc. Căn nhà của Messi ở Barcelona cách sân bóng Camp Nou khoảng 19 km. Có sân bóng đá nhỏ, bể bơi, khu vườn và phòng tập nhìn ra biển Balearic. Giữa năm 2021, siêu sao Messi rời câu lạc bộ Barcelona chuyển về đội bóng Pháp Paris Saint-Germain sau 17 năm đá cho đội bóng Tây Ban Nha. Gia đình Messi sở hữu nhiều bất động sản ở quê hương Argentina, kể cả khách sạn và Tây Ban Nha. Trong đó có căn nhà ở Barcelona, nơi máy bay không thể bay ngang kể trên. Neymar và 6 đặc biệt tại PSG. Chuyển đến PSG, ngoài lương khủng, Neymar còn được nhận những đặc quyền tại PSG mà không cầu thủ nào cũng nhận được ở bất kỳ câu lạc bộ nào. Hồi cuối năm 2018, huấn luyện viên Unai Emery đã chính thức đạt thỏa thuận dẫn dắt Arsenal. Ông chính thức rời PSG khi mùa 2017-2018 kết thúc. Trước khi rời câu lạc bộ, huấn luyện viên Unai Emery không ngại ngần tiết lộ những góc khuất tại sân công viên các hoàng tử. Trong đó, Neymar là nhân vật chính được trao 6 đặc quyền không ai có. Đầu tiên là trong tập luyện, chỉ Neymar được đảm bảo an toàn, các đồng đội không được va chạm mạnh với siêu sao Brazil. Thứ hai là trong các trận đấu chính thức của PSG, Neymar chỉ cần chuyên tâm tấn công và không cần lui về hỗ trợ phòng ngự. Thứ ba, Neymar được chăm sóc đặc biệt, riêng anh có 2 bác sĩ trị liệu riêng. Thứ tư là Neymar là cầu thủ duy nhất không phải dùng đến các sản phẩm của câu lạc bộ. Ngôi sao Brazil được phép đặt logo cá nhân trên vali và túi sách thay vì logo PSG. Đặc quyền thứ năm của Neymar tại PSG là quyền đá phạt đền. Anh mặc định đảm nhiệm công việc này khi có mặt trên sân. Đặc quyền cuối cùng của Neymar được Le Quip tiết lộ mới thực sự sốc. Đó là siêu sao Brazil có quyền chọn trận thi đấu. Nếu không thích ra sân trận nào đó, Neymar chỉ cần viện cớ để mà suy nghĩ là mọi chuyện đều được thu xếp ổn thỏa. Với 6 đặc quyền nêu trên, có lẽ ngay cả huấn luyện viên Unai Emery cũng khó có thể sử dụng Neymar theo ý muốn của mình. Điều khoản đi ba của Ronaldinho. Năm 2011, Ronaldinho chia tay AC Milan để trở về quê nhà Brazil thi đấu. Tại đây, anh nhận được lời mời từ Flamengo, nổi tiếng là tay chơi về đêm ở Italy. Rô vẩu yêu cầu đội bóng Brazil phải chấp nhận điều khoản kỳ lạ cho phép anh vào các quán bar ít nhất 2 lần một tuần. Flamengo khi đó buộc phải chấp nhận yêu sách này để ký hợp đồng với nhà vô địch World Cup 2002. Mbappe được đặc quyền ngang chủ tịch. Vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực của báo giới từ hè năm ngoái đến nay giữa Mbappe và Real Madrid đã đi đến kết cục không ai ngờ tới. Tất cả đều tin rằng Mbappe sẽ cập bến Bernabeu sau khi hết hợp đồng với PSG. Tiền đạo 23 tuổi người Pháp hơn một lần bày tỏ mong muốn khoác áo Real Madrid và các nguồn tin uy tín đều khẳng định anh đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Los Blancos. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào phút chót. Trong nỗ lực giữ chân Mbappe, PSG đã đưa ra những đề nghị khiến tiền đạo này không thể từ chối. Theo truyền thông Pháp, Paris Saint-Germain chấp nhận bỏ ra 200 triệu euro phí lót tay cho Mbappe, tương đương mức giá chuyển nhượng của tiền đạo này. Họ cũng biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử thế giới với thu nhập lên đến 100 triệu euro một năm. Chưa dừng lại ở đó, ban lãnh đạo PSG còn trao cho Mbappe quyền lực tương đương chủ tịch câu lạc bộ. Cụ thể, Mbappe có quyền tham gia đề xuất chuyển nhượng mua bán cầu thủ và bổ nhiệm huấn luyện viên. Các nguồn tin này cũng khẳng định huấn luyện viên Pochettino và giám đốc thể thao Leonardo là hai nạn nhân đầu tiên của Mbappe. Cả hai đã rời PSG để nhường chỗ cho những cái tên mà Mbappe tin tưởng, bao gồm huấn luyện viên Zidane và giám đốc Campos. Ronaldo nhận đặc quyền cực khủng tại UAE. Ronaldo từng nhận giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất thế giới trong năm 2019 tại lễ trao giải của Global Soccer Awards diễn ra tại Dubai, UAE hồi cuối tháng 12 năm 2019. Anh cũng là vị khách thường xuyên tới UAE thời gian đó. Đầu năm 2020, nội các UAE đã thông qua dự luật cấp giấy phép cư trú dài hạn
Visagon thị thực vàng cho các nhà khoa học, nhà sáng tạo và doanh nhân dựa trên đóng góp và ảnh hưởng của họ đối với xã hội. Nội các UAE cũng đã thông báo rằng các vận động viên nổi tiếng sẽ đủ điều kiện xin thị thực vàng. Ronaldo là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất thế giới, là một trong những người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội và đứng thứ hai trong danh sách của Forbes về các vận động viên được trả lương cao nhất thập kỷ thời điểm ấy. Và CR7 đã được chính quyền UAE trao đặc quyền cực khủng khi cấp cho anh thẻ Visa Gold trong 10 năm. Ưu đãi này không chỉ là một sự công nhận mang tính tượng trưng, bởi thực tế thì thực vàng đem đến cho Ronaldo nhiều lợi ích. Khi đến đây cư trú, CR7 và các ngôi sao nhận thị thực vàng sẽ không bị đánh thuế thu nhập hoặc vốn, điều mà chắc chắn rất hấp dẫn cho nhiều người trong bối cảnh một số quốc gia xem xét việc tăng thuế đối với những người giàu để giảm bớt thiệt hại tài chính do đại dịch Covid-19. Vừa rồi là những đặc quyền có 102 mà các ngôi sao bóng đá VIP nhận được. Đăng ký kênh để đón xem những video thể thao hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.